rồi bài You Cloud Rain nè, rồi bài Who I Am của Jolene Sai nè, nói chung là rất nhiều bài hát bị nói giống. Thật ra tất cả những cái bài hát đó cùng với 10 tháng 6 đều có cùng một cái mẫu số chung, đó là một cái vòng hòa thanh. Hòa thanh đó là hòa thanh gọi theo kiểu mà ngôn ngữ mà của chuyên môn mình sẽ xuống, đó là 6-3-4-1-2-5-1, 6-3-4-1-2-5-6. Đó là một cái hòa thanh mà rất là phổ thông, đó là cảm giác của nó sẽ luôn tạo ra những cái giai điệu và những cái cảm giác nó giống nhau, nên thành ra mọi người nghe nó sẽ có cảm giác giống nhau, nó là khác. Hay ví dụ cái bài giả khúc với cả 10 tháng 6 đi, giả khúc là tê đê 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 đê, còn cái này là tê đê 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 đê, nó chỉ có cảm giác, nó là cái cảm giác nhướng nhướng lên của cái hòa thanh chỗ đó, nó phải nhướng nhướng lên thôi. Thế cho nên là hai bài giai điệu hoàn toàn khác nhau, tempo khác nhau, rồi tông khác nhau, rồi tất cả giai điệu và cách phát triển cũng khác nhau luôn, nên là hai bài không có sự liên quan gì ngoài cái việc màu sổ chung là vòng hòa thanh. Mà cùng vòng hòa thanh này có rất là nhiều bài hát giống, đó lý do tại sao mà có nhiều khán giả cảm giác nó giống nhiều bài khác. Chị nói thật với em, chị làm việc với Hồ Kim Tuyền, chị cực kỳ yên tâm, nó như một cái cảnh sát về âm nhạc ấy mà. Coi như tất cả những câu chuyện drama nào về âm nhạc của ai đạo bài gì là chị sẽ được biết đầu tiên đấy bác. Cái bài này nó giống cái bài này nha, tôi sẽ hát cho bác nghe những cái bài như này, như này, như này, như kia đấy đó. Trước khi mà làm nghe rất là nhiều nhạc, cho nên là mà bạn này bạn ấy được một cái là bạn ấy hay hơn chị, là bạn không có làm ca sĩ chuyên nghiệp đâu, mà bài nào bạn cũng thuộc hết. Mà bài nào khi mà nó chỉ cần là coi như là vài nốt vang lên là bạn biết luôn bài nào rồi. Cho nên khi làm việc với Tuyền thì chị nghĩ là chị Google âm nhạc đấy, và chị hay trêu thế, thì là khi mà mình làm thì mình cũng khá là yên tâm về cái chuyện là bạn ấy có này kia không, đúng không em? Thank you. Xin được một tràng vỗ tay thật lớn cho câu trả lời vừa rồi, đặc biệt cảm ơn quý vị Tuyền đã cho. Mình hát ballad rồi mình làm một cái drama đi ha. 10 phút anh Tuấn Anh ha. Anh Tuấn Anh đòi 15 phút rồi ạ, và em không cho đấy, em 10 phút thôi đấy. Dạ. Thì là em cũng nghĩ là khi mà mình đã có một cái vũ trụ ballad drama như vậy rồi, cũng có rồi, thì mình cũng mong muốn là mình sẽ thay đổi một chút xíu. Thì bọn em cũng mong muốn một bọn em thay đổi một chút dành cho cái ballad mà bọn em đang làm. Bọn em sẽ không làm ballad mà nó quá ủy mị, nó quá sầu thảm nữa. Bọn em mong muốn được mở ra một cái new era của bọn em là một cái loại ballad mà nó chill hơn, nó dễ nghe hơn, mình có thể nghe được, mình có thể replay được cả tiếng đồng hồ khi mà nghe một cái ca khúc mà ballad. Tại vì thật ra cái việc đó nó rất là khó, nhưng mà mình cố gắng làm sao để mà adapt thì nó phù hợp nhất với mình, phù hợp với cái giọng hát của mình trước đã, sau đấy là phối khí, sau đấy là rất là nhiều những cái cảm xúc được đưa vào trong cái bài hát này. Và ở về mặt hình ảnh của cái MV này thì em nghĩ tính cho đến bây giờ em cũng đã upgrade rất nhiều về mặt hình ảnh rồi, và em nghĩ đây là MV mà em xinh nhất từ trước đến giờ. Đúng rồi. Tất nhiên là những cái khác thì mình cũng ok, mình cũng xinh xinh vậy đó. Nhưng mà không, cái MV này thì thực sự là đầu tư. Cái chú khóc nhiều lắm. Cái chú khóc xấu luôn. Khóc anh sưng đến mặt ra luôn. Cái MV nào em cũng bị khóc hết. Hát ballad mà mọi người nghĩ là hát ballad là buồn mà. Thế là lần nào mọi người cho em lên set là cũng sẽ là set khóc buồn. Anh Tuấn Anh trời ơi, quay khóc công luôn. Em đi về 1000 nỗi đau em không được một tấm hình đẹp nào anh ạ. Cho nên là cái lần này là bọn em biết rồi, là bọn em chụp hình trước, rồi bọn em quay làm sao mà để cho xinh nhất. Vì em nghĩ là âm nhạc bây giờ mọi người cũng sẽ không quá là bị đề cao cái chuyện là mọi người sẽ coi MV nhiều nữa. Đây là, thật ra bọn em, do bọn em làm về công việc về âm nhạc, bọn em biết là đây là cái thời đại mọi người stream nhạc số rất là nhiều. Giống như kiểu là một ví dụ điển hình mà đứng bên cạnh em đây chính là một hoàng tử nhạc số. Có thể là MV của Lân bố không đầu tư nhiều lắm đâu ạ. Bố chỉ cho ngồi một chỗ hát, đánh đàn này kia thôi. Đây là MV được đầu tư nhất của Lân đấy anh ạ. Dạ vâng. Nhưng mà nhạc của Lân thì một tháng stream nhạc rất rất là nhiều luôn. Và đấy là cái mà bọn em đang rất là mong muốn làm, để vừa upgrade cho bọn em, vừa upgrade cho âm nhạc của bọn em, mà vừa sẽ làm cho những cái mà sau đây bọn em làm nó sẽ thú vị hơn nữa. Dạ. Chứ không phải chỉ riêng là ballad giống như là nỗi đau ạ. Cảm ơn anh Hương. Xin được